tin game nhập vai phiêu lưu số thứ 45 của gamehub.vn. Trong điểm tin ngày hôm nay, Phương Anh sẽ đem đến những thông tin mới nhất xoay quanh những tựa game nhập vai phiêu lưu của làng game mobile trong tuần vừa qua. Đầu tiên sẽ là thông tin liên quan đến siêu bom tấn Final Fantasy VI, tựa MMORPG nước tiếng một thời trên PC của Square Enix. Tựa game này vừa bị lộ diện những tấm hình screenshot tuyệt đẹp được trợ lực bởi Unreal Engine 4. Dù chỉ là những tấm hình chụp lén, chất lượng cũng không được như ý muốn, nhưng ngay cả như vậy thì game thủ vẫn có thể dễ dàng nhận ra chất lượng đồ họa tuyệt vời của Final Fantasy VI. Tựa game được trợ lực bởi Unreal Engine 4, cái tên chứng nhận cho chất lượng đồ họa của bất cứ tựa game nào. Hy vọng là trong tương lai thì Square Enix và Nixon sẽ tiếp tục công bố những thông tin cũng như là hình ảnh chính thức về Final Fantasy VI trên mobile để chúng ta có thể tiếp tục đặt niềm tin vào một quả bom MMORPG đích thực. Và mới đây thì ông lớn Nhật Bản Nintendo vừa chính thức đánh tiếng hai tựa game mobile tiếp theo của hãng, đó là Animal Crossing và Fire Emblem. Đầu tiên là Animal Crossing, tựa game này từng được phát hành lần đầu tiên năm 2001 với phong cách thiên về quản lý, nơi bạn sẽ bước chân vào một ngôi làng vùng quê và thực hiện nhiều công việc khác nhau như là thu lượm, cấy trồng, chăn nuôi, giao tiếp với mọi người xung quanh. Còn về phía Fire Emblem thì tên tuổi vốn đã nổi danh từ 26 năm qua như là một series nhập vai chiến thuật thành công hàng nhất. Phong cách lối chơi đặc trưng của Fire Emblem là màn chơi được thiết kế theo hướng Uno bàn cờ với cơ chế chiến đấu di chuyển theo lượt. Hy vọng rằng trong tương lai thì hai tựa game này sẽ sớm đến tay game thủ và không khiến game thủ phải thất vọng. Sẽ là thông tin về Pokemon Go, tựa game đang được cộng đồng mobile cực kỳ quan tâm. Mới đây, tựa game này đã chính thức lộ diện gameplay với độ dài lên đến 9 phút để giúp game thủ có một cái nhìn tường tận hơn. Qua phân đoạn đầu tiên thì bạn có thể dễ dàng nhận ra hệ thống lựa chọn và tùy chỉnh ngoại hình nhân vật. Ở đó, game thủ có thể tùy chọn quần áo, giày, ba lô cho nhân vật của chính mình. Tuy nhiên, trên thực tế thì mọi thứ gần như chỉ dừng lại ở mức thay đổi màu sắc nên ngoại hình chung giữa những người chơi vẫn còn khá giống nhau. Bên cạnh đó, chúng ta còn có thể nhận ra cơ chế bắt Pokemon hoang dã được hoạt động với một dạng vòng tròn chuyển động xuất hiện xung quanh Pokemon và yêu cầu người chơi phải sử dụng kỹ năng của chính mình để ném Pokeball chính xác. Mọi thông tin tiếp theo liên quan đến Pokemon Go, Phương Anh sẽ cập nhật cho bạn trong những số tiếp theo. Sẽ là thông tin về hai tựa game mới hấp dẫn sẽ đến tay game thủ trong tuần này. Đầu tiên là Buster Bliss, tựa game mới đến từ Magic Box Asia. Ở trong game này thì bạn sẽ nhập vai vào nhân vật Buster dũng cảm, dẫn dắt đội nhóm chiến đấu chống lại những con quái vật độc ác. Tựa game sở hữu nền tảng rộng lớn, kỹ năng đòn đánh đa dạng, thiết kế nhân vật độc đáo với nhiều khả năng mà trước giờ bạn chưa từng được thử qua. Ở bên cạnh đó thì chế độ chơi nhiều người sẽ cho phép game thủ rèn luyện chính mình và chắc chắn sẽ cảm thấy thú vị hơn khi bạn có thể trực tiếp đối đầu với bạn bè trong cùng một thử thách. Đặc biệt, để chúc mừng tháng đầu tiên ra mắt Buster Bliss, game sẽ tặng bạn 10 Magic Stones miễn phí cho mỗi ngày đăng nhập và trải nghiệm. Hiện tại game đã chào sân trên cả hai điều hành thông dụng là Android và iOS, các game thủ đừng bỏ qua nhé! Survive Mr. Cube, tựa game mới vừa mới chào sân trên nền tảng Android. Trong game này, bạn sẽ nhập vai vào nhân vật Mr. Cube và giúp nhân vật này tìm kiếm những điều mà anh ta muốn để có cơ hội tồn tại lâu hơn. Muốn làm được điều đó thì bạn sẽ phải giải mã rất nhiều cánh cửa, thu thập các khối lập phương phát sáng và đặc biệt là tìm kiếm, triệt hạ hàng loạt quái vật gặp phải trên suốt đường đi. Những điểm nhấn đáng để nhắc tới trong Survive Mr. Cube đó là đối đánh cạnh tranh không có điểm dừng, hệ thống kỹ năng phong phú đa dạng, trang phục thú vị cho nhân vật hay chuyện game vô cùng cảm động. Hiện game mới có phiên bản dành cho hệ điều hành Android, các game thủ có thể tải game và link download ngay dưới clip này. Bạn cũng đừng quên đồng hành với gamehub.vn trong những điểm tin game tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!